giờ để mình kiếm bao nhiêu? 21%, tức là 4 đô ba. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nạp tiền cũng như là rút tiền trên sàn CoinBD ha các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết ha, CoinBD là một sàn giao dịch tiền điện tử, nơi mà các bạn có thể mua bán crypto ha các bạn. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ rất là nhiều những cái khác ngoài cái hình thức là chúng ta house spot là cái chỗ giao ngay nè đó. Thì với cái mục giao ngay này các bạn sẽ mua crypto, ở đây là có BTC, ngoài ra thì có là Ethereum, được chưa? Rồi ngoài ra thì nó cũng có là LinkedIn, rồi Bitcoin Cash, rồi EOS đó. Ok ha. Rồi thì ở cái mục giao ngay này chúng ta sẽ mua những cái đồng này và chúng ta chờ nó tăng giá chúng ta bán. Ngoài ra thì nó có thêm một cái hình thức nữa là mình sẽ sử dụng đòn bẩy giao dịch, đó là cái chỗ hợp đồng này ha. Với cái hình thức là hợp đồng hay còn gọi là future, chúng ta sẽ được phép đi vay của sàn để chúng ta giao dịch. Ở đây thì nó sẽ cho phép mình là x5 cho tới là x50 cái số vốn mà chúng ta giao dịch ở trên đây, được chưa? Ví dụ như là bạn dùng 100 đô, bạn mượn thêm x50 tức là bao nhiêu? 5.000. Được chưa? 100 nhân 10 là 1.000, cộng với 5 là 5.000 ha. Đó thì cái số vốn của bạn nó tăng lên là 5.000 đô. Đấy. Ở đây thì mình cũng có đang giao dịch future nè, thì cái lợi nhuận của mình đang là dương 3%. Bây giờ mình đang kiếm được là 4 đô. Ở đây mình đi cái gói là 110 đô, mình đang sử dụng đòn bẩy là x50. Đó thì nếu như các bạn đã cành về crypto thì cái này mình cũng không nói sâu ha. Thì với cái hình thức giao dịch đòn bẩy hợp đồng này á, thì mình sẽ có cái trợ lực là mình mượn cái nguồn vốn của CoinBD để mình kiếm tiền cho mình ha. Rồi thì để mình giao dịch future được á, thì các bạn vào mục của tôi nè, các bạn vào mục là tài sản, được chưa? Các bạn kéo xuống dưới đây ở cái chỗ là chỗ này nè, BTC và USDT hợp đồng, các bạn bấm vào mục chuyển. À, ở đây nó sẽ có hai cái là chuyển từ USDT sang là BTC và USDT, thì mình sẽ chuyển từ cái tiền của cái ví của mình chuyển sang cái ví future để mình giao dịch future, và ngược lại ha, mình sẽ chuyển từ cái ví future sang cái ví của mình. À, ok ha. Thì cái này thì nếu các bạn chơi future thì nó cũng rất là gành ha. Thì ở đây nó hiển thị hai cái tài sản, một á là tổng tài sản, hai là cái tài sản đang có ở cái ví thường. Yeah. Còn cái ví future của mình là nó đang nằm ở đây. Đó. Rồi, thì future thì các bạn cũng đã biết rồi đó, thì khi mà mình đánh future thì mình mượn cái trợ lực thì đồng nghĩa với việc là rủi ro nó cũng cao, lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng cao ha. Đó thì cái này thì tùy vào các bạn thôi, các bạn muốn đánh future thì các bạn có thể vào đây để đánh. Đó, thì nếu như các bạn có kiến thức vững về crypto á, thì mình không nói ha, các bạn có thể kiếm một ngày có thể là x2, x3 tài sản cũng trong tầm tay ha. Bởi vì là thị trường crypto nó nhảy liên tục, ở đây mình cho các bạn coi chart một ngày nè. Các bạn thấy không, nó nằm từ mốc 20.000 nó bay lên 28.000. Đó, trong vòng có vài hôm thôi, thấy không, nó tăng lên rất là nhiều. Nếu mà các bạn đặt cái lệnh long ở ngay đáy này thôi mà nó tăng lên 28.000 thôi. Đó, bạn đặt thêm một cái lệnh x50 thôi, có phải là cái lợi nhuận nó rất là khủng đúng không? Nhưng mà với cái này thì các bạn cần phải hiểu rõ về cái nguyên lý thị trường cũng như là cái cách để các bạn dễ chạc thì các bạn mới có cơ hội để chiến thắng với cái thị trường crypto này ha. Rồi, thì với CoinBD á, các bạn có thể giao dịch rất là nhiều. Ngoài ra thì có là nhị phân nè, rồi second contract, đây là cái phần giao dịch crypto riêng ha. Rồi còn cái phần mà trò chơi này á, thì dành cho những bạn mà không có gành gì về tiền điện tử thì các bạn vẫn có thể kiếm được tiền trên sàn CoinBD. Đó, thì ở đây nó có rất là nhiều những trò chơi ha. Và cái trò chơi chủ lực giúp cho mình kiếm được nhiều tiền á, và đều đặn mỗi ngày, đó là cái trò quét mìn. Thì các bạn muốn tìm hiểu về cái trò này á, thì một xíu mình sẽ gửi cho bạn công thức ha. Rồi, hoặc là các bạn xem cái video trước của mình á, thì mình cũng có hướng dẫn rất là nhiều về công thức à. Và ngoài ra trong tháng 4 này á, trên sàn CoinBD có hai cái event, đó là event tặng tiền cũng như là event hoàn tiền ha. Thì các bạn làm theo mình như sau. Đầu tiên á, các bạn sẽ click vào link đăng ký mình để ở phần mô tả video á.
đăng ký xong các bạn liên lạc với cái bạn hỗ trợ này thì bạn này sẽ tiến hành nạp cho các bạn 0,5 đô, và trong cái quá trình mà giao dịch á, bạn này sẽ hỗ trợ hoàn tiền cho các bạn ha. Rồi, cái chương trình nó đơn giản như vậy thôi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái quá trình nạp và rút. Nạp thì đơn giản thôi, mình muốn giao dịch thì mình cần phải có tiền trong ví. Được chưa? Vậy thì muốn có tiền trong ví thì mình phải nạp tiền vào đây. À, các bạn bấm vào mục nạp nè. Ở đây á, thì nó sẽ có hai cái hình thức, đó là nạp bằng tiền kỹ thuật số và nạp tiền nhanh. Với nạp bằng tiền kỹ thuật số á, thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này của bạn và bạn chuyển tiền vào địa chỉ ví này là được. Và các bạn lưu ý một điều ha. Ở đây á, thì bạn sẽ chuyển bằng mạng là TRC20. Được chưa? Đó. Nó chỉ có một mạng nạp vào thôi, là mạng TRC20 ha. Copy địa chỉ ví này chuyển vào đây. Rồi, cái thứ hai là nạp tiền nhanh. Với nạp tiền nhanh nó thì nó sẽ có ba cái. Cái đầu tiên là quét mã ngân. Đó. Ở đây thì cái mức nạp là từ 50.000 cho tới là 5 tỷ hay gì, số 0 nhiều quá mình cũng không có biết ha. Thì nạp đơn giản thôi, bạn muốn nạp bao nhiêu thì bạn nhập số tiền vào bấy nhiêu. Ở đây thì nó nạp tối thiểu là 50.000 nè. Đúng không? 50.000 và bạn nạp 50.000 vào. Được chưa? Thì ở đây nó tương đương với là 2,1 đô. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ chọn lựa chọn cái ngân hàng mà các bạn nạp. Ở đây có là ACB và Vietcombank ha. Ví dụ như là lựa chọn Vietcombank thì các bạn bấm vào đây. Rồi. Ở đây thì các bạn chỉ cần chuyển tiền đúng với cái yêu cầu của nó là được ha. Ở đây nó có những cái lưu ý nè. Ở đây là ghi là không điền các từ như là liên quan gì đó. Thì bạn chỉ cần chuyển tiền vào cái tài khoản này. Được chưa? Số tiền đúng ở đây. Và cái mã nội dung các bạn điền như vậy là ok ha. Đó, khi mà chuyển xong thì tài khoản của bạn sẽ được nạp trong vòng 1 cho đến 2 phút thôi. Rất là nhanh. Rồi. Cái hình thức thứ hai trong cái chuyển tiền nhanh đó, đó là mã quét ngắn, mã quét ngân hàng ha. Đó, thì mã quét ngân hàng thì nó cũng tương tự như cái nãy đó. Khi mà bạn nhập vào á, ở đây mình nhập 50.000 nè. Mình bấm vào nạp. Ở đây nó quy đổi cho các bạn luôn ha, là 2,1 đô nè. Đó, nó sẽ qua cái trang này ha. Ở đây ví dụ mình chọn Vietcombank luôn đi. Rồi, ok. Thì ở đây nó sẽ hiển thị một cái quả mã QR code. Bạn quét cái mã QR code này thì nó sẽ ra cái trang chuyển tiền á. Bạn chỉ cần chuyển đúng cái số tiền này cũng như là cái mã chuyển khoản này là ok ha. Rồi, cái hình thức thứ hai. Rồi, hình thức thứ ba đó là chuyển tiền online. Được chưa? Thì ở đây bạn cũng nhập cái số tiền mà bạn muốn chuyển. Ở đây ví dụ như là 50 đô tối thiểu, xin lỗi 50.000 tối thiểu. Mình bấm vào nạp nè. Thì nó sẽ dẫn đến cái trang này. Ở đây mình ví dụ như là Vietcombank luôn đi. Rồi bạn chờ cho nó xử lý một xíu ha. Đó. Thì ở đây thì bạn sẽ chuyển tiền, nó sẽ hướng dẫn nè. Đó. Chuyển 50.000 vào số tài khoản có cái tên người nhận là ở đây. Đó, bạn chỉ cần nhập tên các kiểu ha. Cái này thì nó sẽ hơi rắc rối một xíu. Theo lời khuyên của mình, bạn chọn ở bước 1 và 2 ở chỗ chuyển tiền nhanh nó ok hơn ha. Rồi, đó là cái việc nạp tiền ha. Bạn có thể nạp bằng tiền kỹ thuật số, tức là nạp bằng crypto. Còn không thì bạn sẽ nạp hình thức là mình chuyển khoản hoặc là quét QR code. Rồi, thì nếu như mà nạp bằng tiền kỹ thuật số á, thì bạn sẽ copy cái mã này. Sau đó bạn sẽ nhờ một người nào đó chuyển tiền vào đây. Còn nếu như mà bạn có tiền ở trong ví á, ở đây mình ví dụ mình đang có cái ví của Bitget nè. Bạn vào cái mục là tài sản. Nói chung cái việc chuyển tiền từ những cái ví khác nó cũng như nhau thôi. Đầu tiên thì bạn sẽ vào cái chỗ rút tiền. Lưu ý là trong ví bạn phải có tiền nha. Và cái nguồn tiền là USDT. Được chưa? Và ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều những cái ví nó hỗ trợ rất là nhiều những cái mạng liên quan à, cho nên là mình không có lo cái đó à. Lo là mình phải có tiền là USDT. Được chưa? Khi mà các bạn chọn ở chỗ rút tiền á, sau đó các bạn sẽ chọn là nguồn tiền là USDT. Đấy. Tới đây á, thì nó yêu cầu mạng nè, bạn thấy chưa? Mạng là
bạn bấm vào mạng. Sau đó nó hiển thị rất là nhiều những cái mạng, bạn lưu ý giùm mình là TRC20 nha, là cái mạng tron á, TRC20, các bạn bấm vào đây. Sau đó cái chỗ mà địa chỉ rút á, bạn dán cái ví của bạn, cái ví lúc nãy copy á, dán vào đây. Được chưa? Rồi, một cái mẹo nữa là để tránh cái trường hợp mà bạn nhập sai hay gì đó thì bạn quay lại bạn xem ha. Mình sẽ xem 3 số đầu thôi. 3 số đầu. Dạ, 3 số đầu thôi. Đây. 3 số đầu của nó nè. T G F. Bây giờ mình quay lại mình xem. Đó, TRF đúng ha. Rồi ở đây thì bạn nhập cái số tiền bạn muốn chuyển thôi. Thì ở đây nó để tối thiểu là 1 đô. Thì tùy vào từng app nha. Có một số app thì tối thiểu là 10 đô, một số app tối thiểu là 5 đô. Nhưng mà với BitGet thì nó là 1 đô. Đó, bạn chuyển số tiền là bao nhiêu bạn nhập số tiền vào. Nhưng mà ở trong app này mình không có tiền, cho nên là nó không hiển thị ha. Sau đó các bạn gửi đi thôi. Đó, thì cái việc mà chuyển tiền từ app nó đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như mà bạn không có app thì lời khuyên của mình, bạn chuyển tiền bằng ngân hàng cho nó gọn ha. Nói chung là cái gì dễ thì mình ưu tiên ha. Chọn nạp tiền nhanh, mình chọn một trong hai hình thức này. Hình thức ở trên là chuyển qua tài khoản, hình thức ở dưới là mình quét QR code mình chuyển ha. Mức chuyển tối thiểu là 50.000. Rồi, ở chỗ nạp này nó cũng đơn giản hơn nữa. Ở cái chỗ rút, xin lỗi, cái chỗ rút này nó đơn giản hơn nữa. Bạn bấm vào rút. Lần đầu tiên khi mà các bạn muốn rút á, khi mà bạn bấm vào thì nó sẽ yêu cầu là bạn cần phải tạo một cái mã rút tiền. À, bạn lưu ý ha, mã rút tiền và mật khẩu đăng nhập của CoinVD là khác nhau nha. Đó, thì ở đó nó yêu cầu thì bạn nhập 6 số mã rút tiền thôi, số nào cũng được, bạn phải nhớ nha. Hoặc là nếu không nhớ thì bạn sẽ lưu vào ở đâu đó. À, 6 số nha. Rồi, ở đây thì bạn lưu ý giùm mình nữa nè. Bạn thấy cái chỗ ba cái mục này không? Bạn lưu ý cái chỗ giữa giữa này nè. Mình bấm vào đây. Sau đó bạn chọn lại giùm mình là VND nha. Chọn VND thì mình mới add được cái tài khoản của mình. Chọn VND. Sau đó bấm chắc chắn rồi. Đó. Thì với rút tiền nó cũng có hai cái hình thức, đó là rút bằng kỹ thuật số và rút tiền nhanh. Với rút bằng kỹ thuật số thì các bạn bấm vào đây. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu là bạn tạo một cái ví rút nha. Tạo một cái ví rút. Thì ví rút tạo nó đơn giản thôi, bạn sẽ vào cái ví nào đó mà bạn đang có. Ở đây mình ví dụ là mình đang có ví của BitGet nè. Thì rút tiền á, bạn cần phải tạo một cái ví rút nha. Sau đó bạn vào ví của bạn, Binance hoặc là BitGet này kia đều như nhau thôi, bạn vào cái chỗ nạp nè. Bạn chọn nguồn tiền là USDT. Sau đó bạn chọn mạng là TRC20 ha, bạn copy cái mã này. Bây giờ copy cái mã này, sau đó bạn quay lại CoinVD. Bạn bấm vào đây, bấm vào đây. Thì ở đây nó có một cái dấu cộng nè. Bạn bấm vào. Rồi bạn chỉ cần dán cái địa chỉ ví lúc nãy vào thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, ở đây mình chỉ dán được một lần thôi, là một ví để mình rút thôi. Còn bạn muốn dán cái ví thứ hai á, thì bạn cần phải nhờ hỗ trợ. Ở đây nó để nè, vui lòng liên hệ hỗ trợ nếu mà bạn muốn chuyển cái ví thứ hai ha. Ví 1 thì nó hiển thị ở đây à. Các bạn chỉ cần dán vào thôi. Đây là ví kép. Ở trước đó thì mình tạo một cái ví ở một cái sàn khác nha. Ở đây thì mình ví dụ cho bạn thôi. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nhập cái số tiền muốn rút là bao nhiêu. Được chưa? Ở đây mình ví dụ mình rút là 10 đô demo cho các bạn đi. Dưới đây thì bạn sẽ nhập cái mật khẩu quỹ, được chưa? Cái mật khẩu quỹ của bạn á, là bạn phải nhớ cái mật khẩu quỹ nha. Đó. Rồi sau đó bạn bấm vào rút tiền là ok. Nhưng mà bạn lưu ý một điều ha. Khi mà mình rút tiền theo cái hình thức là tiền điện tử á, thì mỗi một lần bạn rút nha, thì cái phí là 0.5 đô. Được chưa? Cho nên nếu như bạn rút bằng cái hình thức này á, thì khi nào mà bạn nên để nhiều tiền bạn rút, để tránh cái phí nó phát sinh nhiều. À, ví dụ như bạn rút 2 đô nó cũng trừ 0.5. Rút 1 đô nó cũng trừ 0.5. Nhưng mà bạn lưu ý là cái mức rút tối thiểu là 10 đô nha. Ở đây thì mình phải để nhiều hơn 10 đô là 11 đô. Được chưa? Đó. Cho nên lời khuyên, nếu như mà bạn rút cái số tiền ít á, thì mình không có rút bằng cái hình thức này, bởi vì cái phí 0.5 đô bạn tính nó nhiều á. 0.5 đô là tới hơn 10.000 nữa các bạn. Ok ha. Sau đó mình rút tiền thôi. Rồi, hình thức thứ hai để mình rút luôn này.
lỗi mật khẩu ví à. Ok ha, rút thành công rồi nè. Rồi cái hình thức rút thứ hai đó là hình thức rút tiền nhanh. Hình thức rút tiền nhanh này nó đơn giản hơn rất là nhiều nữa ha. Nhưng mà để rút theo hình thức rút tiền nhanh á, bạn cần phải chuyển cái nguồn tiền của bạn bằng VND nha. VND mình bấm vào đây. Ở đây thì lần đầu tiên bạn cũng phải nhập cái địa chỉ ngân hàng của bạn. Ở đây mình nhập xong nó không cho nè. Đó thì cái chỗ mà tài khoản rút tiền á, nó sẽ yêu cầu bạn chọn là ngân hàng cũng như là số tài khoản. Bạn chỉ cần nhập một lần duy nhất thôi, và lưu ý bạn phải nhập đúng nha. Trường hợp mà bạn nhập sai á, thì bạn cần phải nhờ hỗ trợ, thì hỗ trợ họ mới hỗ trợ bạn cái vấn đề này. Đó thì cái này cần bạn phải lưu ý là lần đầu tiên mình nhập là mình phải nhập đúng ha, chọn ngân hàng và nhập số tài khoản ngân hàng vào đây. Khi mà xong á thì mình rút tiền bình thường thôi. Ở cái hình thức là rút tiền nhanh á thì cái mức rút tối thiểu là 3 đô và mức rút tối đa là 100.000 đô, được chưa? Với cái hình thức là rút tiền nhanh á thì bạn sẽ không có bị mất cái phí giao dịch, được chưa? Không có bị mất phí, mình rút về luôn. Ở đây ví dụ mình rút tối thiểu là 3 đô thì nó là 3 đô luôn, nó không có phí, được chưa? Thì ở đây nó quy ra cái số tiền, cái tỷ giá nó là 23.200 cho 1 đô ha. Tỷ giá này nó sẽ thay đổi nha, nó sẽ thay đổi nè, thay đổi theo giá thị trường. Ví dụ như giá thị trường tăng thì nó sẽ tăng, giá thị trường giảm thì nó sẽ giảm. Ok ha. Cái điều đặc biệt của hình thức rút tiền nhanh là bạn không có bị chặt phí, bởi vì là nó chuyển tiền ngân hàng. Cho nên cái ưu tiên của mình á thì mình nên là chuyển tiền ngân hàng ha. Mình rút tối thiểu là 3 đô. Đó, 3 đô là cũng là 70.000 rồi nè các bạn. Đó, thì với cái số vốn là 100 đô đi, một ngày các bạn cày các bạn kiếm được 3 đô như là cái hướng dẫn này của mình nè. Đó thì cứ mỗi một ngày các bạn rút 3 đô. Ok la hơn là bạn rút cái thằng tiền điện tử kia nó rút tối thiểu là 10 đô ha. Đó, 3 đô thì cũng kiếm được 2 bát phở à. Ở đây thì mình sẽ nhập cái địa chỉ ví vào. Xin lỗi, cái mật khẩu ủy vào, sau đó mình rút tiền. Đã rút thành công rồi ha. Rồi, để kiểm tra xem là tiền mình đã rút về hay chưa á, thì có một cái cách là bạn vào cái lịch sử rút tiền nè, bấm vào đây. Ở đây thì nó sẽ có hai cái, đó là tiền kỹ thuật số và rút tiền nhanh, được chưa? Đó, nó đây nó đang để là đang xét duyệt nè, thì nó đang trong quá trình nó checking ha. Khi mà chuyển rồi thì để thành công, được chưa? Rút tiền nhanh cũng vậy, chuyển tiền xong thì nó để thành công. Ok ha. Và cái lời khuyên của mình á, bạn nên rút tiền nhanh nha, nó dễ hơn, bởi vì là cái số tiền rút tối thiểu là 3 đô, rút tối đa là 100.000, còn kỹ thuật số là 10 đô và 100.000 cũng tương tự ha. Rồi cái việc mà liên hệ hỗ trợ, nếu mà tình trạng mà bạn có vấn đề gì á thì bạn bấm vào chỗ này nè, survive nè. Đó thì bạn này sẽ hỗ trợ cho bạn những cái vấn đề liên quan, ví dụ như là add sai tài khoản ngân hàng, hoặc là cần add thêm ví, hoặc là giao dịch nó bị trục trặc hay gì đó, thì bạn bấm vào hỗ trợ ha, bạn này sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ giao dịch này ha. Cái thực tế và cái nguồn tiền chính của CoinBD họ kiếm được đó là giao dịch tiền điện tử, bởi vì là mỗi một lần bạn giao dịch như vậy á, họ sẽ có một cái phí giao dịch, được chưa? Cái việc mà chơi game kiếm tiền á, đó là cái nguồn phụ thôi, và đây là cái nơi mà kiểu mà để kéo user vào thôi. Cái chính vẫn là cái mục giao dịch này ha. Bởi vì là bạn muốn giao dịch mà muốn kiếm nhiều á thì bạn phải giao dịch future, bởi vì future nó hỗ trợ cho bạn cái đòn bẩy lên đến là x50. Ví dụ như là vốn 100 mà bạn dùng cái đòn bẩy x50 đi, thì có phải là cái số vốn của bạn tăng lên 50 lần, được chưa? Đó thì thông thường muốn kiếm nhiều thì người ta mới sử dụng là phụ trợ ha các bạn. Đó thì với phụ trợ thì nó sẽ có là mua và bán ha. Rồi trong mua và bán này nó sẽ có hai giá, đó là giá thị trường và giá giới hạn. Đó, giá giới hạn tức là mình có quyền mình đặt cái giá ở lúc nào cũng được, còn giá thị trường là mình sẽ mua ngay cái giá thị trường này luôn. Ok ha. Rồi thì nãy giờ mình trao đổi với các bạn thì nãy giờ mình cũng kiếm được là 10% rồi nè, cũng là 11 đô nè. Bạn thấy không, mình vốn của mình là 110, nhà chơi mình đánh future thì mình kiếm được là 12 đô, tương ứng với là mình kiếm được là 11%, bởi vì mình đánh ở cái
cái đòn bẩy là x50. Chốt hay đơn giản thôi, mình chọn số tiền 100%, sau đó mình chốt. Nhưng mà các bạn thấy không, cái giá nó đang biến động cao nè, nó đang giảm sâu nè, thì ở đây nó càng giảm là mình càng lời nha, được chưa? Nó giảm khá sâu nè đó. Thôi nhưng mà mình chốt demo cho các bạn xem luôn ha. Thì mình bấm 100% nè, sau đó mình bấm là flat close là nó chốt cho mình đó. Rồi bạn muốn xem là lịch sử trước đó, thì trước đó mình cũng có đánh rất là nhiều phiên. Phiên nãy mình phiên hồi sáng nha, phiên hồi sáng là mình kiếm nó 100% luôn á. Thì với cái future này, nếu mà các bạn hiểu về thị trường á thì bạn kiếm nó rất là nhiều ở đây ha. Bạn đặt giá thấp bằng bán giá cao, rồi bạn đặt giá cao bằng bán giá thấp, nói chung là như vậy ha. Còn nếu như mà bạn không có cái kiến thức về crypto á thì tốt nhất mình chơi game nha. Chơi game thì nó cũng giúp cho bạn kiếm được từ 3-6% mỗi ngày ha. Còn với crypto á, thì thông thường người ta sẽ đánh future ha. Future nó sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận nó nhiều hơn. Ví dụ như bạn đặt lệnh đây ha, bạn đánh một cái lệnh short thôi, nó mà xuống đây thôi là bạn ăn ngập mặt luôn. Dưới đây là có thể là x2 hoặc là x3 tài khoản nè ha. Bởi vì là mình dùng cái đòn bẩy nó cao ha, x tới 50 lần, nó cho phép mình x50 ha. Đó là lịch sử mình chơi nè. Mình mới chốt cái phiên này nè, lúc nãy mình đặt cái lệnh bán nè, giờ mình mới chốt phiên này. Hồi nãy thì mình đặt một cái lệnh mua mà nó tăng lên thì mình cũng lời. Lệnh lúc nãy mình cũng lời mười mấy đô á, thì cũng 10-mấy%. Còn cái lệnh băng sáng á, là mình đặt một cái lệnh lệnh bán, được chưa? Mình đặt x10, rồi mình cũng đặt một cái lệnh x50 nè. Đó, mình đặt một cái lệnh mua nè ở 27.730 và mình bán ở là 28.338, thì cái lệnh này mình kiếm cũng 90-mấy% á, x2 tài khoản. Rồi thì cái số tiền future thì nó nằm ở đây nè. Đó, bạn thấy lúc nãy là của mình là 100 lẻ mấy đô gì đó, thì bây giờ nó nhảy ra là 118 đô nè. Thì nãy mình chuyển vào là 100 đô để mình giao dịch thôi, mình kiếm được 18 đô nè. Được chưa? Rồi ok, cái này thì dành cho các bạn rành về crypto thôi. Còn nếu mà bạn không rành về crypto thì mình chơi game ha. Chơi game thì nó cũng giúp cho bạn kiếm được 3-6% mỗi ngày á. Thì với cái trò chơi chơi game này á, thì lời khuyên cho mình ha, mình khuyên cho các bạn ha, mình nên chơi cái trò quét mìn này nè. Với cái trò quét mìn này nó sẽ giúp cho các bạn chiến thắng dễ hơn những cái trò khác ha. 3-6% một ngày là trong tầm tay ha, kiếm 300-500 ngày một ngày á thì nó cũng trong tầm tay các bạn ha. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem về cái lịch sử mình chơi nè. Thì lúc nãy mình cái phiên mà mình vừa chốt là 21:21, tức là mình chốt khoảng nửa tiếng trước ha. Đó thì ở đây mình bị dính ở cái lệnh thứ hai thôi, mình đã kéo về nè, 0.1 20 đúng không, 21 nó kéo về. Rồi còn cái lệnh này thì mình ăn lệnh đầu ha, 4.2 đô nè, mình đi 20 đô, mình kiếm 4.2 là 21% nè. Đấy, 0.1 kiếm 4.1 ha, đấy bạn thấy không. Rồi phiên này là phiên 21:20 đúng không. Rồi cái phiên là 22:33 là phiên này, cách phiên này là 1 tiếng nè, thì cái phiên này mình cũng kiếm 3 lệnh nè. Đó bạn thấy không, 22:33 nè. Đó, vậy thì cái mấu chốt của cái trò dò mìn này á là một phiên như vậy bạn kiếm giùm mình là 3 lệnh win thôi, không có cần phải kiếm quá nhiều nha. Mình sẽ chia ra thành nhiều phiên mình đánh nó, thì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn là đỡ bị nhiều cái rủi ro, cũng như là giúp cho bạn có được cái tỷ lệ thắng cao. Thì với cái trò dò mìn này á, các bạn có thể cáp lại cái công thức này ha. Công thức này cũng đơn giản thôi, thì ở đây thì một số cái nguồn vốn mà mình gợi ý cho các bạn nè. 4:30 thì mình đi lệnh 1 năm, 4:50 là đi lệnh 20, 4:100 là đi lệnh 4:20, còn 4:200 là đi lệnh 8:40. Và mỗi một phiên như vậy mình chốt từ 2-3 lệnh thì đâu đó nó sẽ kiếm cho các bạn là từ 2-3%. Và với cái trò chơi dò mìn này á, mỗi một phiên như vậy các bạn vào thì mình là từ 2-3 phút thôi, đừng có vào nhiều quá, bởi vì là 2-3 phút nó cũng kiếm cho các bạn là 2-3 win rồi đó. Bởi vì trò chơi dò mìn này mình đi nhanh mà, một ngày thì các bạn có thể sắp xếp thời gian vào từ 3-5 phiên, được chưa?
thì nó đâu đó cũng giúp cho bạn kiếm được từ 3-6% một ngày đó. Và một cái lưu ý quan trọng ha, là mình sẽ không giao dịch trong cái khoảng thời gian là từ 18-20 giờ, bởi vì đây là cái khung thời gian mà nó rất là dễ bị lắc, tức là tình trạng người ta truy cập nhiều mạng ở cái khung thời gian này á, mình sẽ không vào ha, bởi vì là cái nguyên nhân là do cái cáp nó đang đứt á đó. Thì với cách này á, thì tùy cái nguồn vốn mà các bạn có thể kiếm được từ 300-500 đó. Thì như mình đi vốn là 4 đô nè, xin lỗi, vốn 20 đô thì mình kiếm được là 4 đô một lệnh em nha. Yeah. Thì một phiên như vậy mình kiếm 3 lệnh, 4 x 12 là cũng 300.000. Một ngày mình đi 3 phiên đó, được chưa? Và hoặc là có thể là một phiên như vậy mình kiếm là 2 lệnh cũng được ha. 1-3 lệnh một phiên cũng được ha, miễn sao có lời là được. Cái quan trọng của cái mini game á các bạn, yêu cầu á là lãi nha, chứ mình đừng có đánh nhiều để mình kéo lỗ. Quan trọng lãi là được, lãi ít hoặc là lãi nhiều là được ha. Rồi, và mình sẽ chấp nhận cắt lỗ và chốt lời đúng lúc nha các bạn. Trường hợp mà cắt lỗ cũng là một cái cách giúp cho mình giữ được cái nguồn vốn để mình kiếm về sau nha. Mình đừng có cây cú với sàn. Cái việc mà mình cây cú với sàn á, thì rất là nhiều những cái trường hợp mà nó vả cho mình đi à. Cho nên là tốt nhất đừng có cây cú với nó ha. Khi mà dính thì mình sẽ chốt là stop loss luôn. Đó. Nếu như mà các bạn đánh future quen rồi thì các bạn biết cái thuật ngữ stop loss ha. Cứ tới cái ngưỡng lỗ là cắt liền, mình không vào nữa ha. Rồi ok. Thì cái cách chơi như thế nào á, thì bạn có thể cáp cái màn hình lại bạn xem ha. Ở đây mình đi từng bước luôn đó. Rồi vậy thì mình sẽ demo cho các bạn ha. Mình sẽ demo, mình đi cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ đi bước 1 nè. Mình sẽ đi một cái lệnh là 0.1 đô, được chưa? Để mình đi tìm cái ô nào mà nó chứa cái quả mìn đó. Thì các bạn lưu ý ha, khi mà nó xuất hiện quả mìn rồi á, thì cái ô của mình nó sẽ có một cái viền. Còn những ô mà có quả mìn mà mình không có bấm vào á, thì nó không có cái viền. Vậy thì cái mấu chốt của trò dò mìn này á, là mình sẽ đi tìm cái ô nào có quả mìn và mình đi thẳng vào cái ô đó luôn để mình kiếm ha. Đấy. Thì cái công thức này mình chia sẻ rất là nhiều à các bạn. Nếu mà muốn kiếm thực tế nha, muốn kiếm tiền với cái sàn CoinVD nè, các bạn nên coi video của mình kỹ hơn một xíu ha. Dành thời gian coi là 2-3 lần để các bạn ngẫm ra công thức và các bạn đi test giùm mình những cái lệnh nhỏ nhất thôi. À, bạn cũng đừng có vào mà đánh những cái lệnh lớn nữa, đánh những cái lệnh nhỏ để bằng quen công thức, test công thức như thế nào, cảm thấy ok la thì nó tùy vào cái nguồn vốn mà bạn có thể đi ha. Rồi, thì ở đây khi mà nó xuất hiện quả mìn rồi á, thì ngay lập tức mình sẽ đi thẳng vào cái ô có quả mìn để mình kiếm một lệnh là 21%. Nhưng mà trường hợp mà khi mà nó dính ở đây thì sao? Mình sẽ qua cái bước 3 là mình sẽ đi một lệnh X5 của cái lệnh đầu tiên, được chưa? Và mình sẽ đi thẳng vào cái ô này. Cái mấu chốt của cái bước 3 này á, là mình kéo cái vốn của mình về, được chưa? Ở đây thì mình đã thủ vốn cho bạn là mình đi 3 bước nè. Bây giờ tới bước 3. Trường hợp mà bước 3 mà mình dẫm phải mìn thì mình chốt lỗ thôi. Bây giờ mình kéo lại thôi, không có vấn đề. Nhưng mà ở đây thì mình tới bước 3 mình kéo về nè. Bây giờ mình không nên đi bước 4 nha, bước 3 thôi. Tới bước 3 thôi, bước 3 thôi. Bước 3 mình kéo vốn về thôi ha. Rồi ok, mình sẽ đi lại bước 1 nè. Đó. Và các bạn lưu ý là một phiên như vậy đi tối đa 3 lệnh giùm mình thôi, đừng có đi nhiều quá nha. Ok, nó xuất hiện ở đây đúng không? Thì lập tức mình sẽ đi một lệnh là 20 đô. Được chưa? Mình đi thẳng vào cái ô này. Bây giờ để mình kiếm bao nhiêu? 21% tức là 4 đô 3. Rồi. Ok, mình sẽ đi thêm một lệnh ha để mình chốt phiên này. Đó, một phiên như vậy các bạn đi mình 4 lệnh, hoặc là bạn chốt thẳng phiên này mà không đi cũng được. Rồi ok, còn phiên cuối thì mình đi luôn các bạn. Nãy mình đang đánh thì có điện thoại nó gọi lại, nên là bây giờ mình đi cái phiên cuối mình chốt thôi các bạn. Rồi thì vẫn là công thức cũ nha, 0.1 cho bước 1. Mình sẽ đi đến khi nào mà nó xuất hiện cái ô có chứa quả mìn thì thôi. Sau đó mình sẽ đi ngay một lệnh là 20 đô. Cái này là cái vốn của mình đi nha. Còn mà vốn của bạn thì các bạn có thể dựa vào cái bảng này để các bạn xem tham khảo nha. 30, 50, 100, 200. Rồi ok, mình sẽ đi một cái lệnh 20 với cái số vốn của mình. Mình đi thẳng vào cái ô này, được chưa? Rồi mình đi vào đây nè.
Đó. Rồi trường hợp cái phiên này nó xuất hiện thêm một cái quả mìn thì mình lại đi là chiếc 5 của nó, mình qua cái bước 3. Mình đi thẳng vào đây luôn. Đó, để mình chốt. Rồi, mình thanh toán nè. Đó thì phiên này á mình có hai cái lệnh nó vướng ở cái chỗ bước 2 và mình bắt buộc phải đi cái bước 3. Vậy thì chốt lại cái phiên này á. Phiên này nè. Mình cho là phiên 1 đi. Phiên này mình win 1 nha, mình chốt mình win 1 nha. Win 1 và kiếm 4,1 đô. Sau đó chốt phiên luôn, mình không đi nữa ha. Rồi, qua phiên sau mình đi. Đó. Tại vì nếu như mà mình đi nữa thì đôi khi mình sẽ rất là dễ bị dính ở cái bước 2 nữa. Đó, cái này là nó kiểu mà nó hơi tâm linh một xíu, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình á, nếu như bạn đi mà cái phiên xấu á, tại vì cuộc sống của các bạn không có cái lúc nào mà nó êm đẹp cho các bạn hết, lâu lâu nó cũng có những cái lúc xấu đó. Thì khi mà mình biết được những cái lúc mà nó xấu như vậy á, thì thôi mình áo mình không chơi nữa. Hoặc là bạn vào bước 1 bạn cảm thấy không ổn, bạn chốt luôn, lỗ, chấp nhận lỗ 0,1 cũng được ha. Đó, bạn cảm thấy cảm giác không ok lắm thì thôi mình không vào luôn, mình chấp nhận lỗ 0,1 cũng được. Hoặc là bạn chốt được một lệnh win và cái phiên thứ hai bạn đi và bạn cảm thấy không ok thì bạn cũng có thể chốt luôn, không đi ha. Thì từ 1 tới 3 lệnh á, bạn có thể chốt ở bất cứ lệnh nào. Ở đây mình để tối đa cho các bạn thôi, bạn có thể chốt một phiên, một win cũng được ha. Tại vì là một ngày mình có nhiều phiên mà. Đó thì sáng giờ mình đi cũng 4 phiên à, thì phiên này là phiên thứ 5. Thì 4 phiên kia mỗi phiên mình kiếm là 2 lệnh, 3 lệnh. Có một số phiên mình kiếm 2 lệnh, có một số phiên mình kiếm 3 lệnh. Ở phiên này mình kiếm một lệnh, đó cũng ok ha, nó cũng đảm bảo cái target của mình nè. Đó, thì target mình đặt ra mình cũng có thể kiếm bằng target hoặc là thấp hơn cũng được ha. Target là cái ngưỡng mà mình kiếm thôi. Rồi thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái cách giúp cho các bạn nạp tiền như thế nào, rút tiền như thế nào cho nó hợp lý và hiệu quả, cũng như là hướng dẫn lại cho bạn cách để các bạn chơi game kiếm tiền với cái game quét mìn này ha. Rồi thì nếu như bạn cảm thấy cái video này hữu ích và giúp cho các bạn kiếm được tiền trên sàn CoinBD thì hãy để lại một comment, một like, một share để giúp cho kênh của mình nó phát triển hơn ha các bạn.